chưa được về. Cầm phà quê lên đỉnh đèo Nai ngọc. Ngày 28, 29 tháng 6 năm 2019, tại nhà văn hóa công ty cổ phần than Mông Dương Vinacomin đã diễn ra hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ 11 năm 2019. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo công ty, trưởng các phòng ban, quản đốc các phân xưởng và 68 thí sinh là những an toàn vệ sinh viên đến từ 23 đơn vị trong toàn công ty cùng các cổ động viên. Tại hội thi, các thí sinh đã rất sôi nổi, hào hứng tham gia các phần thi theo yêu cầu của ban tổ chức như thi lý thuyết, thi hình ảnh trắc nghiệm, thi thực hành, thi năng khiếu, tiểu phẩm an toàn. Ngành nghề mà các thí sinh tham gia dự thi gồm nghề cơ điện mặt bằng, cơ điện lò, khai thác cầm lò, đào lò, nấu ăn, vận hành xe ô tô. Năm nay có rất nhiều thí sinh trả lời câu hỏi tốt, đạt được số điểm cao từ ban giám khảo. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải thưởng tập thể 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba với số tiền 82 triệu đồng. Trao giải cá nhân 26 giải an toàn vệ sinh viên xuất sắc với số tiền 78 triệu đồng. Hội thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động, cán bộ chỉ huy điều hành sản xuất, chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình, quy chuẩn, các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất tai nạn lao động, sự cố, bệnh nghề nghiệp trong năm 2019 và những năm tiếp theo.